Lan. Chị chào Dương Vy. Tổng chào khán giả. Ờ, khỏe không em? Em thì mấy hôm nay người cơ thể thì khỏe, nhưng mà cái nick Facebook em hơi bị yếu sinh lý. Ngày hôm qua chị thấy mở 2-3 lần sập mà. Mình tổng chào hết cả nhà lần nữa nha. Linh cho chị chia sẻ tí xíu, để chị nhắc cái này tí xíu anh em mình, để mình quên, chị quên cái chỗ chị nhắc nhở anh em mình là quan trọng này. Cái này là thứ nhất là mình vừa nhắc nhở, và thứ hai là mình góp ý luôn nha. Anh chị em á, là muốn chia sẻ bất cứ cái bài gì thì hãy nhìn cái bài đó đúng hay là sai, hay là cái bài đó là của ba que nó chia sẻ, mình đi chia sẻ tiếp. Chẳng hạn như có một cái bài mà nói về cái mà chính quyền thu tiền gì đó, là nó xảy ra năm 2016, mà đến hôm nay á, là có một anh em trong nước của mình chia sẻ, là vì là chị có nhắn qua Messenger, chị nói là chị xóa cái bài đó đi, bởi vì cái bài đó là lâu rồi, nhưng mà bây giờ ba que nó lợi dụng cái chuyện này, nó chia sẻ mà chị tiếp chị rồi xong rồi á, là cho mình nói tí xíu cái mình xuống mấy anh chị em mình chào lại cả nhà mình. Xong rồi á, là rồi chị có vô cái Messenger, chị có nói là chị xóa cái bài này đi, bởi cái bài này nó lâu lắm rồi, mà bây giờ ba que nó chia sẻ, chị lại vô trong nhà ba que, chị copy rồi chị chia sẻ. Đó là cái chia sẻ thứ nhất. Thêm một cái chia sẻ thứ hai á, là thằng Benny Trương nó đăng một cái bài là nói về là chính quyền mình thu lại của con Thủy Tiên 80 tỷ. Thì có một bài chị cũng là phía anh em mình nhảy vô còm, trời ơi sao lại chính quyền mình lại là như kỳ. Những cái bài của ba que, những cái bài của ba que nó đăng là không có một cái bài nào mà chính hết, không có bài nào chính xác hết. Nên anh chị em mình cố gắng vô trong nhà ba que, đừng bao giờ còm theo cái ý của ba que, bởi vì hoàn toàn không có. Mà nó đi đăng cái bài vậy thì có một số anh chị em mình nhảy vô là chị đọc câu còm từng người, chị là chị xuyên đọc còm, nên mình xin lỗi anh chị em. Khi mà mình vô trong cái nhà ba que mà mấy anh em của mình còm á, là mình đọc á, là lật đặt mình nhắn Messenger hết luôn, mình kêu là xóa bài hoặc mình bình luận ở dưới á, là biểu là xóa còm. Rồi xong cho mình chia sẻ tiếp một cái chỗ này nữa, đó là xong cái nhắc nhở anh em. À, cho đồng thời cho mình nhắc nhở anh em thêm một cái chỗ này nữa, đây là mình chỉ lên mình nhắc thôi nha, mấy anh em đừng dặn mình chỗ đây nữa nè. Chẳng hạn như là ba que với lại anh em mình đang cãi nhau vô Messenger, mà khi á mà ba que nó chửi về lãnh tụ lãnh đạo của mình, hay là vị lãnh tụ quá cố của mình đi, thì mấy anh chị em lại chửi, xong mấy anh chị em lại chụp tất cả những cái bài chửi đó đăng lên trang nhà, là mình cũng vô Messenger, mình kêu là xóa đi. Bởi vì người ta chửi những người các vị lãnh tụ của mình mà mình đi chụp để mình đăng lên trang nhà, là mình kêu là mới thằng ba que thế này thế nọ, là không có được như vậy. Mình cũng góp ý mấy anh em nhẹ nhẹ cái chỗ đó này, mấy anh em mình này rút kinh nghiệm cái chỗ đó. Còn ví dụ như mình chửi nó chửi mình thì mình chụp mình đăng lên trang nhà thì được. Khi nó chửi tới Bác Hồ thì đừng, mình yêu cầu anh chị em đừng bao giờ chụp những cái câu mà nó chửi Bác Hồ, mình lại đăng lên trang nhà mình. Rồi xong, đó là xong cái phần mình góp ý anh em. Bây giờ tới cái phần mình chia sẻ cái anh Thanh Huỳnh hồi nãy với lại cái anh Thanh Võ này. Nói cho anh Thanh Võ nghe nè, anh Thanh Võ và anh Thanh Huỳnh ở bên Mỹ. Tôi nói anh với hai anh này nè, ở bên Mỹ á, hai anh đi ỉa, hai anh cũng phải xin phép thằng Mỹ hai anh mới đi ỉa được. Nói cho hai anh nghe ở chỗ đây nữa nè, chứ hai anh đừng có giỡn mặt mà đi qua đây là tại sao Việt Nam không nhân quyền này nãy nọ. Bên Mỹ hai anh đi ỉa đi, hai anh ỉa mà không đúng giờ à, có phải hai anh xin phép hai anh mới được ỉa không? Xong nữa nè, không phải mà ở bên Mỹ mà nhà nào cũng đặt được một cái máy giặt hoặc hai cái máy giặt trong nhà. Nói cho anh nghe này, bên Việt Nam này anh không có tiền nha, anh có tiền một cái nhà anh đặt 5 cái máy giặt cũng được. Còn bên Mỹ tùy theo cái khu anh ở mà anh được mua máy giặt anh để trong nhà, và tùy theo cái chỗ nào anh không được mua máy giặt, và anh đem đồ tới cái chỗ mà tập trung giặt đồ anh giặt, chứ anh không phải tự động anh mua cái máy giặt anh để trong nhà giống như ở Việt Nam được. Đó là tôi chỉ nói đơn giản, những cái giặt cần thiết trong gia đình anh mà anh còn không được tự do. Anh đừng có chỉa cái mỏ về Việt Nam, anh nói là tại sao là Việt Nam đi từ thiện mà tại sao phải đi xin phép chính quyền. Bây giờ tôi hỏi anh, nếu anh không đi xin phép chính quyền thì anh biết nơi nào và nơi nào anh nên vô và nơi nào anh không nên vô, và những cái nơi nào nguy hiểm và nơi nào không nguy hiểm. Rồi lỡ cái chỗ anh không xin phép, lỡ mà cái đoàn từ thiện anh đến cái chỗ đó, lỡ nó gặp ra cái tai nạn gì thì cái người chính quyền của địa phương đó là người chịu trách nhiệm. Anh có hiểu cái điều đó chưa hả? Hai cái ông ở nước ngoài mà cái đầu không có cái văn minh, không có cái tư duy một tí xíu nào hết vậy hả? Sao các ông ngu quá vậy?
các ông cứ cứ nhìn ba cái báo lá cải rồi ba cái tin đó nó đưa lên rồi các ông nhảy sồn sồn lên, các ông kêu tại sao từ thiện mà không có cho đưa, không có phải là chính quyền không cho phép, rồi lỡ cái đoàn từ thiện nó đi đến những chỗ mà nguy hiểm thì ai là người chịu trách nhiệm? Lúc đó các ông kêu ai? Có phải các ông lôi cho mấy ông chính quyền ra không, hay lúc đó các ông kêu ai? Ngu cũng ngu vừa vừa thôi, có biết kỷ cương phép nước là như thế nào không, có biết cái kỷ cương phép nước là luật không hả? Sống một đất nước người ta gọi là bên Mỹ là luật là gọi là gì đấy, là 100 thứ luật mà ông coi ông sống bên Mỹ mà sao cái đầu su ngu quá vậy hả? Ông có biết cái thậm chí mà ông giặt quần áo bên Mỹ mà ông còn xin phép thằng Mỹ chưa? Ngu cũng ngu vừa vừa thôi, nhảy sồn sồn lên. Tự nhiên tôi nói ông, tôi ví dụ đi, ông chính quyền ở đây ông đàn áp những người mà đi từ thiện, 90 triệu dân của tụi tôi nổi lên chứ đâu phải đợi cái mỏ của mấy ông bên đó mấy ông sủa về đâu. Mấy ông có hiểu cái điều đó không? 4-5 triệu ông kiều bào hải ngoại, không lẽ ông mấy ông cái đầu của mấy ông hơn 90 triệu dân của tụi tôi hả? Hả? Mấy ông này lên chỉ nã vô đầu mấy ông này thôi chứ không có dùng từ ngọt ngào mà đàng hoàng. Ông Thanh Võ bằng đầu lên nói chuyện cũng đàng hoàng lắm, riết lộ cái bản chất mắc dạy ra. Còn tôi hỏi các ông cái chỗ đây, các ông ba que ba sọc, đây tôi ví dụ chứ tôi lên live tôi thật sự tôi ít có chữ cái từ ba que ba sọc lắm. Các ông ba que ba sọc thì ông ba que ông ba sọc thì người ta nói ông ba sọc chừng nào ông ba sọc, người ta kêu ông hai sọc rưỡi á, hay là người ta kêu ông bốn sọc á, thì ông nhảy lên ông cãi tại sao tụi bay kêu tao ba sọc. Còn các ông ba sọc thì tụi người ta nói ông ba sọc chừng nào tao cứ hai sọc rưỡi hay tao bốn sọc mà sao tụi bay vu oan cho tao thành ba sọc, thì các ông cãi được. Còn đàn này mấy đứa này nó nói cũng đúng, nó không nói sai đâu. Nó nói tụi mấy ông ba sọc có sai sọc nào đâu, đúng y luôn ba sọc luôn, mà mắt ông nhảy lên các ông cãi nhau với nó chửi làm gì. Tôi là tôi không có chửi, chừng nào tôi kêu hai sọc rưỡi hay các ông bốn sọc thì các ông chửi được. Nó có thêm cho mấy ông sọc nào đâu, nó nói y luôn, bấy nhiêu sọc nó nói bấy nhiêu. Mệt quá, nói cứ ngồi cười ra mà thằng quỷ à. Tôi nói hồi nãy giờ nói có sai không? Mà cứ mỗi lần mấy đứa em bên này nó cứ nói ba sọc là các ông ấy sồn sồn lên, các ông chửi lại nó. Chừng nào nó nói sai á, sao mấy tụi em nói sai, tụi anh tới ba sọc các em nói anh thứ hai sọc rưỡi anh không chịu, hay là anh tới bốn sọc và các em nói anh ba sọc anh không chịu. Em hỏi chị thêm một tí nữa, chị Cao Hoàng Lan này, rồi em sẽ mời các anh chị khác lên. Rồi. Mấy ông sốt ruột đây cứ yêu cầu nhiều. Anh này. Rồi chị biết thằng cầm đồ Ngọc Đức hôm kia nó gọi kêu gọi từ thiện rồi, có thằng Lê Minh Thế với con Ngọc Lan Cần Thơ ở đấy. Thì ngày trước chị có lấy được cái quả chứng cứ mà thằng cầm đồ Ngọc Đức cặp bồ với con Ngọc Lan Cần Thơ vụ này lừa đảo không khéo là hai đứa đó về ở chung với nhau xây nhà luôn á? Không việc từ hai đứa này kêu gọi thì không, hai cái đứa này thì chị chắc chắn là nó không ở chung với nhau đâu Dương Vy, nó chỉ cặp với nhau để nó hùng với nhau để nó đi lừa thôi, chứ còn ở là nó không ở, bởi vì cái con Ngọc Lan này là nó thuộc dạng giống như là gái bao á, gái ngành á, là nó từ lừa đó, nó là nó cặp nhiều thằng lắm chứ không phải một mình thằng cầm đồ Ngọc Đức, nó thuộc cái dạng là ai có nó có tiền thì nó đi vậy thôi. Còn hình chụp đó thì chỉ có hình chụp của hai đứa nó thôi, chứ còn gọi là hai đứa nó mà dễ gì hai đứa nó hai đứa nó công khai đâu, nó công khai đâu, mấy đứa này nó khôn lắm, nó giấu kín lắm. Còn hình hai đứa nó thì chỉ có thôi. Còn con Ngọc Lan á là bị thằng Lê Thương á, thằng Lê Thương mượn tiền Ngọc Lan không trả, rồi con Ngọc Lan mượn lại của ai, nói chung là tụi trong cái đám này nó lùm xùm rất là nhiều chuyện tiền bạc. Mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi, mình đi xuống đi Dương Vy, mấy anh em lên cũng định lên chia sẻ nhiều lắm, mà thôi đi xuống đi cái đã, để mấy anh em mình nói cái đã. Mình chào cả nhà nha. Dạ em